Tầm này tôi chỉ đi ngắm cảnh thôi. Thì cái khu vực cổng trời này phải cây dừa này. Ui ngoài này kiểu mấy cây dừa cao xuất hiện đẹp vai luôn anh em ơi. Trời mới này, tuyệt vời ông mặt trời. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikẹo.vn. Shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay, và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu. Nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn. What's up, 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái bản đồ đảo quân sự 2.0 full nha mọi người nha. Đối với phiên bản Free Fire OB24 thì đảo quân sự 2.0 đã được thêm vào đấu thường cũng như là đấu rank rồi nha mọi người. Ấy, và cùng kẹo trải nghiệm nào mọi người. Wow, phải nói là cái sảnh chờ của phiên bản mới này trông nó ngầu vãi anh em ơi, phiên bản Free Fire OB24 nhá. Và anh em có thể là lựa chọn những cái cây súng ở đây luôn anh em ơi. Một số cây súng mới thì nó chỉ có trong cái phòng đấu luyện thôi. Ở đây thì ở sảnh chờ nhá, anh em có thể cầm lấy cái này anh em bắn luôn này. Sảnh chờ xịn vãi luôn anh em ơi. Ui, kiểu mấy cây súng có skin đặc biệt luôn này mọi người nè. Cái này có skin Adup đúng không? Ui, xịn vãi. Đảo quân sự 2.0 anh em nhìn bản đồ mới này. Vãi luôn. Thề, từ máy bay rồi là hình ảnh các thứ ngầu ấy, đẹp vãi anh em. Ui, xịn luôn. Anh em không chơi hơi phí anh em ạ. Thề, cậu ông thấy chưa, trời ơi. Mình không nghĩ đây là Free Fire lên cơ, bởi vì đồ họa quá là đẹp luôn. OB24 khác rất nhiều so với OB23 nhá. Trời, xịn chưa, xịn chưa, xịn chưa. Này, làng thông được làm lại nha mọi người nha. Và hầu như tất cả mấy cái khu ở đây đều được làm lại hết á. Mấy cái nhà mới nè. Ui, xịn luôn anh em ơi. Trời, đảo quân sự 2.0 nhá. Mình phải nói là cái đồ họa của game Free Fire phiên bản OB24 này là mình rất là bất ngờ luôn. Trong nhà nữa nè, trong nhà ra ngoài sân các kiểu, thật sự là nó mang đến cho mình một cái đồ họa kiểu game nó thực tế hơn rất là nhiều mọi người nhá. Quá chuẩn luôn. Theo như cái cảm nhận của mình từ nãy đến giờ ấy, chơi game vẫn rất là mượt nhá. Phiên bản Free Fire OB24 này, nhà này được chăm chút rất là kỹ luôn, từ cái nền nhà rồi các thứ. Trời ơi, xịn luôn anh em ạ. Đổ bóng này, ánh nắng này, cây thông các kiểu này. Ui, phê anh em ơi. Và chắc là mình cũng sẽ đi khám phá từng khu một cho anh em xem nhé. Okay. Trời ơi, xịn. Ui. Hello bạn nhỏ. Gotcha bitch. Mấy con boss anh em. Các bạn thì phiên bản này thì mình đang test, nên là nó là phiên bản test thôi. Rất ít người chơi và toàn mấy con boss thôi anh em. Cái set này được làm lại đây mọi người nè. Phê vai, phiên bản OB24 này có rất là nhiều những cái thứ đổi mới anh em xem này. Trời ơi, dã man luôn ạ, dã man con ngan luôn ạ. xịn này. Cả mấy con xe quân đội này. Ui, anh em ngạc nhiên vai. Trời ơi, đồ họa không có gì phải chê cả anh em ơi. Và lấy xe để mình đi khám phá những cái khu khác coi. Đảo quân sự 2.0 hầu như là được làm lại hoàn toàn luôn á mọi người ơi. Không phải chỉ là thêm một vài khu mà nó sửa đổi rất là nhiều luôn cơ. Từ những cái công trình này này. Ui, phê vãi hóng. Anh em có hóng phiên bản Free Fire OB24 không ạ? Cái này mình là streamer này, được trải nghiệm trước thì rất là vui thôi. Thề, xịn vãi. Trời ơi, từ nãy giờ chơi chỉ có ngồi khen game. Cho nghỉ mẹ một đi. Đây, và cái khu vực bản đồ thì hình như là không biết là có bỏ đi cái khu nào không ấy, tôi không để ý lắm. Thì đây, chúng ta sẽ đi từng khu đây. À, đảo quân sự 2.0 này anh em chơi chế độ tử chiến, hiện tại thì nó cũng đã leak ra một số những cái khu trước cho anh em coi rồi. Còn đây là bản hoàn thiện nhá. Ui, công trình thì kiểu đa dạng hơn ấy, và anh em chơi game nó thoải mái hơn rất là nhiều. Ui, nước chảy à? Vãi, như thật luôn này. Ui, anh em có thể nằm xuống dưới được không? Có nằm được không? Nằm được thì vãi cả trưởng, nó ở cái tầm chất luôn anh em, núp ở dưới này. Trông rất là thật luôn nha anh em, những cái bệ nước này, trời ơi. Anh em còn nằm lên trên là được chứ. Phải bị điên à? Cái khu này anh em không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Nên tôi sẽ qua mấy cái khu khác xem, bởi vì đảo quân sự 2.0 thì các bạn cũng đã chơi nó nhiều rồi ý. Ui, thằng nào ở đây? Vừa nghe thực chất thằng nào ở đây sao? Cầm gậy đang chạy à? Ra đây. Ra đây này, chạy đâu? Úi dồi, à, Hexog đỏ nha mọi người nhá.
phiên bản Free Fire OB24 thì quay trở lại với Hedgehog đỏ nhé. Vai có quá nhiều thứ thay đổi, phải nói là cực kỳ là hay luôn. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Trời ạ, đồ họa quá xịn luôn. Academy này, cái này khu mới này mọi người nè. Khu mới nha. Ui, hình như là bỏ đi cái khu vực nghĩa địa và thay vào là Academy. Giống như kiểu là một cái lớp học, một cái trường học ấy. Wow, công trình mới của đảo quân sự 2.0 này. Đúng rồi, có ghế này, có bàn các kiểu này anh em này. Xịn và ai mấy cây súng mới à? Trong cái chế độ này thì mình chưa kiếm đâu, hoặc là trang bị mới mình chưa thấy gì cả. Chỉ có thấy là công trình thay đổi rất là nhiều luôn. Ui, trải nghiệm sướng vãi. Để mình nhìn sơ qua một chút thì mình chưa thấy cái khu nào gọi là làm thêm đâu. Chỉ có mỗi thay thế cái nghĩa địa là cái khu lúc nãy ấy. Xe máy thì xịn hơn rất là nhiều, màu sắc thì cực kỳ đẹp anh em. Đấy, ui, nó phải như thế đúng không? Cái này là khu vực gì anh em nhỉ? À, cảng lớn. Ui, đường được làm lại này. Cái này anh em đua xe thì thôi rồi anh em, nhưng mà làm sao để nhấc được cái xe lên nhỉ? Nhấc xe lên mới đua xe được anh em ơi. Đây. Nhấc lên nhá. Đúng rồi. Thế này mới đua xe được này. Được rồi anh em, chất lượng luôn. Được. Mình có một cảm giác là đồ họa phiên bản OB24 nó không có gì để cho mình chê luôn ấy. Quá đẹp luôn, mình không nghĩ là nó có thể đẹp đến như thế này cơ anh em cơ. À thế à? Hay, thật sự luôn. À, cái đập thủy điện này cũng được gọi là một cái khu mới này anh em này. Nó thay đổi, bên dưới này thì nó là kiểu một cái hồ luôn ấy. Anh em có thể bơi, có bơi được không nhỉ? Mình chưa thử. Chắc là bơi được. Đúng rồi. Tôi còn nghĩ là cái hồ này sâu quá, có thể chìm cơ. vãi chưa, xịn chưa? Thề luôn. Đây. Cuộc sống chỉ có kiểu như là bơi thôi anh em ạ. Xung quanh ăn toàn là nước ấy. Hôm nay video này chủ yếu tôi ngồi tôi làm nhà thám hiểm đi khám phá cho anh em mấy cái khu mới thôi. Úi ôi, nhảy lốp xe chơi luôn. Nhưng mà kiểu anh em bơi này, địch nó bắn cho chết anh em. Bật cái ván lướt lên chủ động nhá. Đấy, anh em vừa lướt thì vừa có thể kiểu cầm súng bắn địch được, lo gì đâu. Ok, một cái khu mà mình cảm thấy là thay đổi. Nhưng mà chắc là mình bơi cho nó nhanh anh em ạ. Thay đổi khá là nhiều luôn trong cái bản đồ đảo quân sự 2.0 này ạ. Thề. Cái phiên bản OB24 này mình chơi đảo quân sự 2.0, tôi tưởng tượng là tôi đang chơi nguyên một cái game khác luôn anh em ạ. Vãi thật. Nó rất là đẹp thế. Anh em xem video này ngày hôm nay trên kênh Sĩ Kẹo, tôi nghĩ là anh em cũng sẽ bất ngờ khá nhiều nhá. Cái chuyện này bình thường. Hầu như nó thay đổi tất cả luôn anh em ạ. Thề, cỏ rất là xanh luôn. Và anh em nằm xuống xem. Nó không che được anh em, nhưng mà nó cũng che được một phần, nó ngon hơn cái cỏ hiện tại của game Free Fire. Ok. Xịn luôn, đây là gara ô tô được làm lại này. Wow. Vãi chờ, mấy căn nhà nhỏ được làm lại cũng rất là ok luôn nhá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Úi xời ơi. Tầm này xem còn cái chỗ nào mình chưa đi qua. À, lên cổng chơi đi. Ui, cổng chơi đấy anh em này. Cổng chơi được làm lại nè, trời. Vãi. Cái nhà bình thường hôm nọ. Bình thường là anh em, qua đây là cái nhà nó rất là bẩn. Và đây trông cái nhà nó xịn vãi. Trời, thề. Ui, bình thường căn nhà này trông bẩn vãi cả trưởng ra. Bây giờ toàn nhà đẹp thôi anh em, game Free Fire toàn nhà đẹp thôi ấy. Đầu lâu đỏ này, đấy. Phiên bản Free Fire OB24 nhá. Đầu lâu đỏ lên rất đẹp luôn, hiệu bắn súng các kiểu đấy. Ui ôi. Phê không, lại bảo không phê đi, đúng không? 500.000 một viên cơ mà. Quá phê luôn chứ. Nào mấy con boss này gáy cái gì. Ui, cái này làm lại anh em. Cổng trời làm lại đẹp vai luôn. Làm sao đây đúng không? Mấy cái thằng áo cam, áo xanh, áo đỏ này thì tôi xem hai con boss nó bắn nhau này anh em này. Nó còn đéo biết bắn nhau cơ. Bắt đầu game thật. Rồi chạy đi. Bắn cái mẹ gì đấy? Bắn cái mẹ gì đấy? Ui, con boss tôi còn kiểu kiểu mình vê tay nó hơi nhanh, mình chưa cả đặt độ nhạy được ấy. Nên bắn còn chưa chuẩn thôi. Nào. Lỗi xíu. Thôi kệ cho mấy con boss nó có đường sống anh em ạ. Tầm này tôi chỉ đi ngắm cảnh thôi. Thì cái khu vực cổng trời này phải cây dừa này. Ui ngoài này kiểu mấy cây dừa cao xuất hiện đẹp vai luôn anh em ơi.
phiên bản mới này. Tuyệt vời ông mà trời. Thế tôi toàn kiểu bị nhấn nhầm cái tính năng con này, đâm ra nhiều khi mất máu oan vậy. Thế phải ngồi cuồn máu. Anh em thấy vãi trưởng chưa? bạn ơi, con boss dở hơi này, mình có nên cầm gậy mình đi lùa nó không? Cầm gậy lùa chết mẹ đi anh em, con boss dở hơi này. Này, đứng lại, cầm gậy lùa con boss này khó vai. Thôi bắn đi, bắn bố mày đi. hờ mày, bạn ơi, bạn đứng lại đi. Mà đéo đứng lại rồi anh em, nhờn vãi cả trưởng. Mày đứng lại bố mày xem nào. Đéo và đéo. Nhờn. Đúng rồi. Nhờn vãi. Nhờn này. Nói rồi không nghe, nhờn vãi nhờn. Thôi anh em ạ, game toàn boss chơi gì nhá. Các bạn là trải nghiệm cái đảo quân sự 2.0 cho anh em xem thôi. Thề, đó là cực kỳ đẹp anh em. Đồ họa của phiên bản OB24 rất là đã mắt luôn nha. Và anh em thích nhất cái điểm gì của đảo quân sự 2.0 này thì anh em sẽ comment ngay bên dưới video này nha. Riêng kẹo thì kẹo thấy là cái màu cỏ này trông nó đẹp hơn rất là nhiều rồi. Với lại kiểu nhiều cái thông đồ họa thì sắc nét trông bắt mắt vãi trưởng ra luôn. Tầm này thì bye bye anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo nha.